Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Tuấn Vũ trải lòng vì thông tin là con trai của danh ca Giao Linh. Theo đó, khi tham gia chương trình mới đây, nam ca sĩ cho biết Tuấn Vũ chỉ là nghệ danh được ghép từ tên của mấy người cháu để đi hát, còn tên thật của anh là Tài Nguyễn. Lúc còn ở Việt Nam, tôi đã đi hát trong đoàn ca ở Phan Thiết, nhưng phải đến khi qua Mỹ, tôi mới có cơ hội đứng trên sân khấu và phô trương giọng hát của mình. Tôi còn nhớ lúc mới qua Mỹ, tôi có gặp được chị Thanh Tuyền Băng Châu Lệ Thu. Năm 1984, tôi đến bang California định cư và bắt đầu vào các trung tâm âm nhạc thu âm. Khi ấy, chị Trúc Mai nhờ tôi hát bài Tình Có Như Không để thâu, rồi đưa cuốn băng đó cho chị Thanh Lan phát hành. Sau đó, chị Thanh Lan mời tôi về hát và thâu bài Gửi Về Em để phát hành. Thời điểm ấy, tôi phải vừa hát vừa đi làm ở ngoài kiếm tiền khá vất vả, Tuấn Vũ cho biết. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết mình không chỉ hát cho Thanh Lan, vì sau đó anh rời sang trung tâm khác, song ca cùng Giao Linh, rồi phát âm và phát hành nhiều cuốn băng khác nữa. Tiếp đó, Tuấn Vũ chạy nhiều qua trung tâm nữa. Cứ bên nào trống mà gọi thì anh đến thu âm và cuối cùng là tự mở trung tâm cho mình. Tôi hát nhiều bài hát lắm, đâu đó khoảng 2.000 bài, nhưng chỉ có mấy trung tâm băng đĩa là giàu, chứ tôi thì bình thường. Tôi chỉ nhớ, sau thời gian phát hành băng làng tôi mới có tiền xây nhà lầu. Ngày xưa tôi thu âm cực hơn bây giờ nhiều, bây giờ ban nhạc thu trước, ca sĩ hát lại trên nền nhạc có sẵn. Sai đến đâu sửa đến đấy, nhưng thời đó phải thu cùng lúc với ban nhạc, nên sai là phải hát lại toàn bộ. Máy móc tốt thì thu âm nhanh, chứ chập chờn lại phải đợi mấy ngày sau mới thu được lại. Khi nào thích tôi có thể thu đến 2-3 bài một ngày, còn không thích một bài một ngày. Mỗi bài tôi thu trong khoảng 1 tiếng. Trong các phòng thu âm thập niên 80, tôi thích nhất ở phòng thu của Chí Tài, nam ca sĩ bộc bạch. Đặc biệt tại đây, khi nói về tin đồn là con của ca sĩ Giao Linh, Tuấn Vũ phân trần rằng anh song ca với khá nhiều ca sĩ và ưng ý nhất là với ca sĩ Giao Linh, Hương Lan, Sơn Tuyền, bởi mỗi người họ đều có một giọng hát, giọng nhạc khiến anh yêu thích. Trong đó hợp giọng với anh nhất là Phương Dung, còn người hát bằng tông giọng với anh là Thanh Tuyền, Sơn Tuyền. Tôi cũng khá nhiều kỷ niệm với chị Giao Linh. Thời gian đầu sang hải ngoại, chị Giao Linh sống tại Canada. Một thời gian chị ấy chuyển sang California và ở nhờ nhà chị Khánh Ly. Một nhạc sĩ thấy thế mới giới thiệu chị ấy sang song ca cùng tôi. Khi song ca, chị Giao Linh chỉ cho tôi nhiều điều và từ đó tôi mới bắt đầu tập tành tới tận bây giờ. Thời đó người ta cứ đồn Giao Linh là mẹ của tôi, nhưng không phải, chúng tôi chỉ là chị em kết nghĩa thôi, Tuấn Vũ khẳng định. Tuấn Vũ sinh năm 1959, được xem là một trong những huyền thoại của dòng nhạc vàng, với nhiều biệt danh như Phượng Hoàng hay Bạch Công Tử. Khoảng thời gian năm 1985 đến năm 1990, nam ca sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc như Hoa Sứ Nhà Nàng, Người Yêu Cô Đơn hay Vì Sao Lạc. Thời ấy, mỗi bài hát anh thâu có giá là 1.000 đô la Mỹ và mỗi tháng thâu trên 20 bài. Do đó, lúc ấy Tuấn Vũ là người thâu nhiều băng nhất và cũng là người có số lượng bán ra được nhiều nhất. Về cuộc sống hiện tại, Tuấn Vũ vẫn lẻ bóng một mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.